Bhagum bhajata kutsi tangge gim kana ma se patamang min gim he tatu bhamang tham bhavarang ade sa ji nipana gaming brahmang hita jai dam ni buat he ratanang bani tang e te na sak je na suwati ho tu waro waranyo warado waraharo anu Quam với chân ngôn này tu thành muốn hạnh quân bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phùng hành lời dạy đức điều ngự chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kheo chôn trần xuống đất dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liệu ngộ tư đê cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh
bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù nhiều, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù nhiều, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thánh tu đà hòa vô thổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý, cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đứng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng. Lời ân chung hữu tình, ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đứng Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đứng Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chú báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đa thủ. Nghĩ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên, những vật quý đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Pháp bân tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, phần thinh ca mâu ni, chứng pháp ấy công thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền diệu ấy, do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc.
do vậy chính tăng chúng là dấu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vốn bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chu quả tịnh tình do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kheo chôn chẳng xuống đất dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ ta thành kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quần dù thổ tâm vào lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đứng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính đức phật là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đức phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiên thiết pháp vô thượng do vậy chính đức phật là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đức phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đa thù. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa đại chư tôn đức thân chào quý Phật tử.
Hôm nay là ngày thứ hai, 4 tháng 5 2020. Thêm một ngày nữa chúng ta có chương trình tu học đặc biệt nhân thời đại dịch Corona. Thưa quý vị, chúng ta đã bước qua tháng 4 âm lịch. Nếu không có đại dịch Corona, có lẽ đây là thời điểm mà tất cả chúng ta đều bận rộn nhiều với công việc tổ chức đại lễ khánh đản. Nhưng mà năm nay thì đại dịch đang xảy ra. Một số các tiểu bang nó bắt đầu mở cửa nhưng mà vẫn hạn chế số người tập hợp ở tại các địa điểm thương mại, các cơ sở giáo. Và dĩ nhiên lễ Phật đản được tổ chức tùy theo từng nơi. Một số các cơ sở tôn giáo, kể cả các chùa Phật giáo, đang có một kế hoạch để tổ chức lễ Phật đản online. Một điều xa lạ đối với nhiều người trong chúng ta. Xa lạ vì một số lớn nhất là tự lớn tuổi không quen với sinh hoạt online, và cũng một số khác cảm thấy rằng không có lễ trai tăng, không có lễ mộc dục tấm Phật, không có những buổi gặp gỡ với nhau, không có sự trang hoàng trận chiếc cho đại lễ Phật đản, thì đúng là một điều đặc biệt, cảm thấy rất là xa lạ, không quen thuộc. Và nhiều người mong mỏi rằng có thể tổ chức được một đại lễ Phật đản mà tương đối là Phật tử có thể về chùa vân tập. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng tiếp tục bài nói chuyện Ngài Chân Cha về chiêm nghiệm Phật Pháp ở trong đời sống. Chúng ta gọi là quán niệm cũng được. Và quyển sách này, như chúng ta đã giới thiệu nhiều ngày trước, là một sưu tập những câu nói của Ngài Chân Cha được các đệ tử của Ngài chuyển dịch từ tiếng Thái sang Anh ngữ, và Tỳ kheo Khánh Hỷ chuyển từ Anh ngữ sang Việt ngữ. Cái phần mà chúng ta được nghe Ngài nói là về nghiệp báo. Nghiệp là một điều tương đối rất là khó cảm nhận, khó lãnh hội ở trong đời sống của chúng ta, dù đó là một từ vựng rất là quen thuộc. Nhiều người trong chúng ta vốn khi sinh ra bình thường đã nhắc đến chữ nghiệp, ngay cả những người không có đức tin Phật Pháp thì cũng nói đến chữ nghiệp. Và chữ karma đã trở nên rất là phổ biến ở trong văn hóa của Tây Phương ngày hôm nay, nhưng mà không hẳn là người ta hiểu chữ karma đúng như Phật giáo. Điểm đặc biệt của Ngài Chân Cha là Ngài mời gọi chúng ta nhìn nghiệp ở trong một cái, từ một cái góc cạnh mà có thể ứng dụng được ở trong đời sống của mình. Trước khi chúng ta đi sâu vào nội dung của pháp thoại hôm nay, thì chúng ta hãy thanh tịnh tâm ý để lễ Tam Bảo. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Phật, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với pháp thoại. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hưởng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi,
biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước làm được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính chân sự tòa Minh Hạnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, khi đại dịch xảy ra ở trên thế giới này thì có rất nhiều điều nằm ngoài cái dự tưởng của phần đông chúng ta. Ví dụ như là có những người mình nghĩ rằng họ rất an toàn, được chăm sóc đầy đủ, như là những vị cao niên ở tại các trại dưỡng lão ở những quốc gia phát triển như là Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi người ta khám phá ra rằng ở những cái nhà dưỡng lão đó lại là một cái tâm dịch, một cái ổ bệnh dịch lớn, và hàng ngàn người đã phải chết vì lý do là đã không chuẩn bị tốt để đối phó với đại dịch. Cũng có nhiều trường hợp ở trong đại dịch những người giàu hơn, có những người lại mất trắng tài sản vì thị trường cổ phiếu đi xuống. Và có những người, ví dụ như ông chủ của Amazon, chỉ trong vòng mấy tuần lễ ông làm được cả mấy mươi tỷ Mỹ kim. Câu chuyện mà chúng ta nói tại đây đôi khi người ta nghĩ rằng hên xui, hoặc giả là nó rất có thể là trường hợp tình cờ. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật Pháp và qua lời dạy của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng không phải cái gì nó cũng là một sự ngẫu nhiên hết, mà nó có một cái cơ duyên. Cái cơ duyên đó chúng ta gọi là nghiệp. Nghiệp là một cái gì tương đối rất là khó để chúng ta định nghĩa. Cái hiểu của thường thức nghe quen thuộc, nhưng mà rồi nó lại không có chính xác với Phật học. Và khi định nghĩa chính xác với Phật học thì nhiều người lại cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thí dụ như ngày xưa tới giờ chúng ta có cái quan niệm là nghiệp đó, là một cái nhân xấu tạo trong quá khứ. Như trong truyện Kiều nói rằng đã mang cái nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì khi mà nó đã mang cái nghiệp vào thân thì chúng ta cứ nghĩ đó là nghiệp xấu hết. Dạ, nhưng mà kỳ thật thì nghiệp đó, có nghiệp xấu và nghiệp tốt. Mặc dù ở trong ngôn ngữ của nhân gian không ai nói rằng cái cô đó của giàu sang xinh đẹp là tại cái nghiệp, mà nói cái chính xác là do thiện nghiệp, nhưng người ta không nói như vậy. Người ta chỉ nói rằng cô đó phước quá, may mắn quá. Nhưng mà kỳ thật chữ nghiệp ở trong nhân gian từ lâu nó đã trở thành một cái chữ tương đối rất là tiêu cực, đã mang lấy nghiệp vào thân. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng nhiều khi nó có một cái điểm gì đó không có hợp lý. Khi mà chúng ta tin vào lý nhân quả, nhưng thấy có những người rất là ác, nhưng mà họ đã sống một cuộc đời rất là viên mãn, sống lâu, giàu có, quyền lực cho đến từ giờ phút cuối của cuộc đời. Lại có những người rất là hiền lành, nhưng mà họ lại gặp nhiều cái sự may mắn xui xẻo. Thì mình hỏi công bằng ở đâu? Giờ cái nghiệp quả ở đâu? Ông trời có mắt hay không? Những cái việc này đôi khi chúng ta phải nhìn giáo lý nghiệp báo ở một cái nhìn tương đối là gần với kinh điển thì chúng ta mới thấy rõ. Nghiệp không bao giờ là một cái giáo lý đơn giản để hiểu. Thậm chí ở trong bốn điều bất khả tư nghị thì Đức Phật Ngài có nói là Kamma Vipaka Chintiya, là quả của nghiệp bất khả tư nghị. Nên ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta thử đọc một vài câu ngắn thôi của Ngài Chân Cha về giáo lý nghiệp báo. Dạ, về giáo lý nghiệp báo mà theo cái nhìn bình thường. Hôm nay thì chúng tôi muốn đặc biệt để cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời quý Phật tử có một vài cái ý kiến đóng góp, bởi vì đây là một đề tài tương đối rất là phổ thông. Nếu mà Đại Đức Thừa Trí cũng như Sư Nguyên Thông, Sư Quỳ Duyên và quý Phật tử
có một vài cái cảm nhận nào ở trong đề tài này, một đề tài rất quen thuộc, thì cũng xin thỉnh quý ngài và mời quý Phật tử. Bây giờ thì không biết hôm nay vị nào sẽ phát tâm đọc cho những bài học hôm nay, thì xin được mời quý vị quan hệ đọc, và sau đó chúng ta sẽ đi vào nội dung của pháp thoại. Một lần nữa chúng tôi xin hỏi rằng hôm nay vị nào sẽ đọc cho bài học này, quý vị có biết không vậy? Và xin mời cô Nhật Quỳnh. Một à, dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Nhật Quỳnh té suốt luôn nên Nhật Quỳnh không biết là năng dòng nguyệt chắc lên mới thấy. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, nghĩa là Nhật Quỳnh đọc kinh kinh phải không năng dòng nguyệt. Dạ, cảm ơn năng dòng nguyệt. Dạ, không biết sao mà bệnh nét của con hôm nay con té suốt, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, con xin đọc chánh văn. Quán chiếu tiếp theo trích từ Chẳng có ai cả, No Achincha, do Tỳ Khưu Thanh Hỷ chuyển dịch. Nghiệp. Một, người không hiểu giáo pháp, khi làm điều ấy họ thường nhìn quanh để xem có ai thấy không. Nhưng nghiệp của chúng ta luôn luôn theo dõi ta, không thể nào thoát quả của nghiệp. Hai, hành động tốt đem lại quả tốt, hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần, chư thiên, những kẻ khuất mài, khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt, ngày xấu. Đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn đợi chờ ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành, bạn sẽ gặt quả vui. Làm ác, bạn sẽ mang quả khổ. Ba, thực hành một cách đúng đắn, bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mất đi. Mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt. Bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng. Cũng như có hai cội cây, nếu bạn bón phân và tưới nước cho một cây này và bỏ mặc cội cây kia, thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội cây tốt tươi và một cội cây cồng cõi. Đúng. Một số các bạn hàng ngàn dặm từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm đến thiền viện Ba Phòng này để học hỏi giáo pháp. Các bạn phải trải qua nhiều khó khăn để đến được nơi này. Nhưng trong khi đó, có những người ở cách thiền viện chỉ một bức tường mà không hề bước chân vào cổng. Thử nghĩ xem các bạn có nghiệp tốt biết bao. 5. Làm việc vì xấu, bạn không thể trốn đi đâu được. Dầu không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. Có trốn xuống hố sâu, bạn cũng thấy mình ở đó. 6. Không có cách nào trốn khỏi các nghiệp đã tạo. Cũng vậy, tại sao bạn không thấy được sự ô nhiễm của mình? Bạn thấy tất cả an tịnh, bao đậm, giải thoát, phiền não, bạn tự thấy tất cả. Nam Mô Bích Tha Giá, và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tâm râm thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính nhân mít đến sư.
Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Kính bạch chư Tôn Đức và các quý Phật tử, nghiệp báo được quan niệm không phải là cái chuyện phê bình hay là biết hay không biết của người khác, mà nghiệp báo được xem như là một cái phản ứng mà chính mỗi người cảm nhận, chiêu cảm điều đó trên ngay trên cuộc sống của mình. Ở đây chúng ta nói đến ba trường hợp, là thứ nhất là nghiệp báo chiêu cảm qua cái tâm ý của chúng ta, mà trong vi diệu pháp gọi là thói quen hay là thường thân y duyên. Một con người mà nuôi dưỡng cái ác nghiệp, nghiệp như là hận thù hay là những cái chuyện làm trở thành thói quen của họ, như ăn cắp quen tay hay là sát sanh hại vật, thì trước khi mà chúng ta nói đến cái quả đó, thì chúng ta nói đến một cái thói quen, và cái thói quen đó nó trở thành một cái hệ lụy trong đời sống của con người. Tại sao trong cuộc sống có những người mà họ rất khó làm việc ác, mà có những người rất dễ làm việc ác? Có những người rất khó để nuôi dưỡng hận thù, mà có người khác thì họ lại nuôi dưỡng hận thù. Thật ra theo lý nhân quả nó do cái thói quen hết. Thói quen ví dụ như là một người sống mà hay tàn nhẫn hay sân độc với người khác ở trong nhiều đời nhiều kiếp, nên trước cái này khi họ sanh ra thì họ rất rơi vào cái tâm thái hận thù, bạo hành. Nhưng có những người quen cuộc sống hiền thiện thì đời sống này họ sanh ra họ không thể làm được những chuyện mà nó đi ngược lại thói quen của họ. Thật ra Đức Phật Ngài dạy rằng đối với người ác đó, thì thiện nghiệp rất là xa, giống như chân trời phía bên này và chân trời phía bên kia. Thì ngược lại đối với người thiện thì ác nghiệp rất là xa, giống như chân trời phía bên kia và chân trời phía bên này. Cứ như là nó mang tính đối lập với nhau. Thì có nhiều người nghĩ rằng mình nuôi dưỡng cái ác tâm như là một cái sự hiềm hận, thù hận một người nào đó 5 năm, 10 năm mà mình nghĩ rằng nó vô hại, nhưng kỳ thật không. Nó ảnh hưởng tâm lý rất là dài trong cuộc sống của chúng ta. Thật ra cái chiêu cảm đầu tiên của nghiệp đó là nó qua cái tâm tính và cá tính chúng ta. Và cái sự chiêu cảm thứ hai đó là nó qua cái quả di thục. Chữ di thục trong chữ Hán có nghĩa là di thời nhi thục, là khác thời mà chính. Và cái khác thời đó chúng ta không có biết được, chúng ta không thấy được, nhưng mà nó trổ quả do cái nghiệp nào đã ra từ xa xưa trong quá khứ. Ví dụ như thời Đức Phật còn tại thế, thì thưa quý vị, nàng khuyết cô thị nữ mà lưng gù, trong lúc trí tuệ rất là thông minh, thì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng do cái nghiệp quá khứ xa xưa thì cô đã làm một cái phước thiện là cô cúng dường cho vị Phật độc giác. Nhưng mà cúng dường xong, khi cô kể lại đó, thì cô lại tìm cách để cô giả cái dáng bộ lưng gù của vị Phật độc giác đó là một cái trận cười cho tất cả những người bạn của mình. Thì do cái phước cúng dường và sự mến mộ thánh trí của vị độc giác cúng này, cô sanh ra rất là sáng suốt một cách hơn người. Nhưng mà do cô nhiễu cợt thì thưa quý vị, tạo nên một cái nghiệp ở trong kiếp này là cô sinh ra bị lưng gù. Cái đó gọi là quả di thục. Và cái khó của quả di thục là khi mà nó trổ quả đó, thì chúng ta hoàn toàn không có biết được cái nghiệp ở trong quá khứ, và do vậy chúng ta thấy có một sự bất công. Như trong câu Phật ngôn Đức Phật Ngài dạy trong Pháp Cú đó, là khi quả của nghiệp chưa chín mùi thì người ác chưa thấy là ác, đến khi quả nghiệp chín mùi rồi thì người ác mới thấy là ác. Khi thiện nghiệp chưa chín mùi thì người thiện chưa thấy là thiện, đến khi thiện nghiệp kết thành thì người thiện mới thấy là thiện. Thì cái nghiệp quả nó giống như, tương tự như là chúng ta trồng cây, không phải chúng ta gieo hạt giống xuống thì chúng ta thấy cái quả nó liền, mà đôi lúc nó cần có thời gian. Và khi thời gian nó chưa trổ quả thì người ác chưa thấy là ác, mà người thiện chưa thấy là thiện. Thật ra trong con mắt của chúng ta, đôi khi có những người rất là hung ác, nhưng mà thưa quý vị, họ sống một đời rất là đầy đủ về danh vọng tước, về tiền bạc, cho đến khi họ chết đi,
và chúng ta không biết cái sanh thú của họ như thế nào. Cũng có những người rất hiền thiện, nhưng mà họ gặp nhiều cái sự bất hạnh ở trong đời sống, do đó gọi là cái quả dị thục. Ngoài cái thói quen, chúng ta gọi là tập khí, ngoài cái quả dị thục, thì thưa quý vị, nó còn có một cái hiệu ứng khác của nhân quả, chúng ta gọi là cái duyên. Rồi một cái duyên. Và cái duyên này đó, nó vận hành ở trong một cái gì mà chúng ta rất là khó hiểu. Thí dụ như là Ngài Angulimala, có một lần có một số lớn các thương buôn, họ đến thành Xá Vệ để đến chùa lễ Phật. Thì họ gặp những vị cao tăng như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Họ không có quy ngưỡng và họ cũng không có để tâm nghe Pháp. Nhưng mà đến khi gặp Ngài Angulimala thì họ rất là hoan hỷ. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng họ có một cái túc duyên ở trong quá khứ. Thuở truyền kiếp xa xưa là Ngài Angulimala là một vị tỳ kheo đi khất thực. Ăn cơm xong thì còn một số cơm dính lại trong bình bát. Thì thay vì đem đi rửa đi thì Ngài nhìn thấy có một cái đàn kiến ở bên đường đó. Thì Ngài nghĩ rằng mình trút cơm này xuống cho đàn ăn. Và Ngài đã cẩn thận Ngài vỗ vào cái bình bát, trút tất cả cơm xuống. Thì chỉ đơn giản đó là một hành động bố thí thôi, nhưng mà tạo nên một cái thiện duyên. Và như trong tứ nhiếp pháp chúng ta nói rằng bố thí ái ngữ là hành động sự đó. Thì nhờ cái thiện duyên này mà thưa quý vị, đời sanh ra những con kiến sanh làm những người thương buôn. Và những người thương buôn này gặp chư vị đại đệ tử của Đức Phật thì không có phát tâm, mà riêng gặp Ngài Angulimala thì rất là khởi sanh lòng tịnh tính rất là nhanh chóng. Thì ở đây nó cho một cái duyên ở trong quá khứ. Nên nghiệp đó, phải nói rằng không đơn giản. Chúng ta không có đủ cái Phật nhãn, tuệ nhãn, thiên nhãn để có thể nhìn thấy tất cả cái chiều kích về thời gian của nghiệp. Như là mình mới sang bên Mỹ, mình thấy một người sống rất là sung sướng, có người sống rất là khổ. Rồi mình so sánh hai người sau, cái người sống là khổ cũng giỏi giang, cũng tiếng Anh cũng giỏi, tài năng, nhưng mà cái người đó lại lợi đức không có nhiều. Rồi cái người sống nhàn hạ mà lại họ lại lợi đức nhiều. Nhưng mà chúng ta không hiểu hết chiều kích của vấn đề đâu. Vấn đề mà chúng ta nhìn đại lực ở bên ngoài thì rất là khó để suy đoán. Vì vậy, ở trong cái quan niệm của chúng ta về nghiệp báo đó, nó không có dễ dàng để chúng ta thấy một chiều. Và chính vì điều này, một người có sự hiểu biết về Phật Pháp và tin vào nghiệp đó, thì không bao giờ chỉ nghĩ rằng nghiệp báo đơn thuần là những gì mắt thấy tai nghe. Nếu chúng ta nghĩ rằng nghiệp báo là những gì mắt thấy tai nghe đó, thì thưa quý vị, chúng ta không có nắm được hết vấn đề, mà cái nhìn đó rất là phiến diện. Bây giờ mình thấy cũng hai người, một người rất là khỏe mạnh, ăn uống rất là cẩn thận, nhưng bất chợt nghe một chứng bệnh nan y. Còn có người ăn uống bừa bãi, ăn uống không có cẩn trọng nhưng mà sống rất lâu. Thì chúng ta nói như vậy là cái việc mà ăn uống cẩn thận nó không có kết quả. Không phải, không nên nói như vậy, mà nó còn có nhiều lý do khác, hoặc xa hoặc gần, hoặc rõ ràng hoặc không rõ ràng, chúng ta không có biết được. Thật ra chính người mà nhìn vào cái gì mắt thấy tai nghe thôi đó, mà không tin vào những cái sâu xa, thì đa số họ rất là ác. Chúng tôi năm 1998 thì có một cái lời mời đi sang Ulaanbaatar bên Mông Cổ để tham dự một cái đại hội Phật giáo ở đó. Và ở tại đó thì chúng tôi có gặp hai nhà sư, một nhà sư người Tích Lan đang đi du học ở tại Bắc Kinh và đang viết cái luận án về Phật giáo, và một vị khác đó, là một người Phật tử một người Bỉ nhưng mà đệ tử của Ajahn Sumedho. Thì thưa quý vị, hai vị này có một cái nhìn rất là giống nhau về các quốc gia mà gọi là cộng sản hay là hậu cộng sản đó. Thì nó lại có một số tầng lớp thanh niên rất là ác, gọi là có máu lạnh, tại vì họ không có căn bản về niềm tin. Giờ họ lớn lên họ không được đi chùa, họ không học tin công lý nhân quả,
Và họ tin rằng hễ mình làm cái gì mà người ta không thấy, chính quyền không bắt thì không có tội. Nhưng mà những cái quốc gia mà người ta có cái niềm tin ở tôn giáo, sợ quỷ thần hay là sợ nhân quả đó, thì cái tỷ lệ mà tội ác của những người trẻ nó lại ít hơn. Và ở Việt Nam thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe là có một số người họ lớn lên một cái nền giáo dục vô thần ở ngoài miền Bắc đó, đôi khi cái cách họ giết người rất là dễ sợ. Cách giết người rất là sợ, giết người giống như giết con vật, biết giết con chó, con mèo, giết con cá rất là dễ sợ, giết bọn đói lạnh. Thì phải nói rằng những người này họ chỉ tin vào cái gì mắt thấy tai nghe, mà không thấy không nghe thì người ta nghĩ rằng bình an. Không phải như vậy. Ở trong câu tiếp theo, câu số 2, thì người nói rằng hành động tốt đem lại quả tốt, hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng vào thánh thần, chư thiên, những kẻ khuất mặt khuất ngoài sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày giờ tốt xấu, đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn đợi chờ ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại khổ đau cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động, lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành bạn sẽ gặt quả vui, mà làm ác bạn sẽ mang quả khổ. Thực ra khi chúng ta nói điều này đó, thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng đó là một cái lời nói rất là bình thường của một vị tu sĩ. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong một vài nơi mà có những người thú vị họ rất là ác, và thí dụ như là họ ăn hối lộ rất nhiều, và đồng thời họ đi chùa, họ cúng kiến cũng rất nhiều. Có những người họ tạo rất nhiều ác nghiệp, rồi họ lại thờ phượng, cúng bái ở các đền miếu chùa chiền rất là nhiều, với mong là họ sẽ được bảo vệ. Thì cái việc thiện, việc lành của họ đó, nó chỉ đơn giản là một cái mà chúng ta gọi là một cái thái độ gỡ gạt, và một thái độ gọi là mong mỏi được phù trì, chứ không có phải là một cái sự thật lòng. Nên chi ở trong điều này thì Ngài Ajahn-cha, Ngài khuyên tất cả mọi người, nếu mà có cái niềm tin quá mạnh vào thần thánh, vào sự che chở của những cái khuất mặt khuất ngoài mà cứ làm ác, thì mình nên biết được rằng cái quan niệm như vậy không có chính xác, kể cả cái việc tin vào ngày giờ tốt xấu. Ở trong câu thứ 3, thực hành một cách đúng đắn, bạn sẽ làm cho nghiệp cũ mất đi, mọi chuyện đến rồi đi, sinh rồi diệt. Bạn hãy ý thức và để chúng diễn biến theo đường lối của chúng. Cũng như có hai cội cây, nếu bạn bón phân và tưới nước cội cây này, bỏ mặc cội cây kia, thì bạn khỏi cần băn khoăn khi nhìn thấy một cội cây tốt tươi và một cội cây cằn cỗi. Thứ vì cái thí dụ mà trên trang nói tại đây ấy, nó rất là thực tế. Mình có hai cái cây, một cây mình tưới nước nhiều, buông phân tưới nước nhiều, và một cây mà nó không buông phân tưới nước thì nó eo ọt, nó cằn cỗi. Thì ở đây rõ ràng là trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta thử xem là cái khuynh hướng mà vung bồi, mà bồi đắp của chúng ta, nó nghiêng về thiện nghiệp hay ác nghiệp. Có những người mà suốt cuộc đời của họ, thưa quý vị, luôn luôn cố gắng đi chùa, đọc kinh, nghe pháp, làm các việc lành, họ cố gắng để tạo ra cái lực tích cực nó là nhiều, thì đời sống của họ mình thấy nó khác. Mà có những người họ không có quan tâm về việc này, thì như chúng ta hiểu trong lý nghiệp báo đó, là mình có cái hạt giống từ quá khứ là một lẽ, mà cái cách chăm sóc trong hiện đại bây giờ phút này cũng là một lẽ khác. Nếu mà mình sinh ra đời mình là một người tương đối đẹp đẽ, thông minh, khỏe mạnh, nhưng mà rồi mình không chăm sóc tốt cho thân của mình, mình làm những chuyện xấu bừa bãi, thì mình vẫn rơi vào quá khổ, đó là điều chắc chắn. Và nếu mà trong đời sống quá khứ mà chúng ta có được một cái điều kiện tốt thì nó chưa hẳn là tốt hoàn toàn. Có một vị ví dụ là mình có tiền là do mình làm việc tốt trong quá khứ, nhưng mà cái cách tiêu tiền ở trong hiện tại đó, nó vẫn chi phối, nó quyết định rất là nhiều là chúng ta có hạnh phúc hay không. Chứ không hẳn là mình có tiền là mình hạnh phúc. Có tiền là một lẽ, nhưng mà cách mình xài tiền đó là một chuyện khác nữa. Thì phước báo là do cái nghiệp của quá khứ. Chúng ta hiểu rằng cái phước thì giống như tiền vậy. Và chúng ta sanh ra đời
có một mái ấm gia đình, có một cái khả năng về tiền bạc, tài chính, có sức khỏe tốt. Nhưng mà nó vẫn còn là một câu hỏi rằng mình sử dụng những điều đó bằng cách nào, thì đó lại là một chuyện khác nữa. Có nhiều người cái phước nó quá ra thành họa, có những người có phước nó quá ra điều bất hạnh. Lấy ví dụ như là có nhiều người họ có sắc đẹp, nhưng mà cái sắc đẹp đẹp đó mang lại cho nhiều cái hệ lụy. Có những người họ có tài, về tài ba thao lược, nhưng mà điều đó lại dẫn họ vào cái khổ chết. Có những người họ có nhiều tiền, nhưng cái tiền đó khiến cho họ không thể có được bạn lành, không thể đi xa hơn trong cuộc sống tinh thần. Thật ra chúng ta nên hiểu rằng cái phước đó, nó có khi là thuận, mà có khi đó là chứng duyên. Không phải cái phước nào nó cũng thuận duyên hết. Và về điểm này thì mình nên hiểu như Ngài Chân Cha nói đó, là mình nên phân ra có những thứ mà nó mang lại điều tốt đẹp thì chúng ta nên biết chăm sóc, chúng ta nên biết làm cho nó tốt hơn. Và thưa quý Phật tử, trong câu số 4, Ngài Chân Cha Ngài nói rằng một số các bạn hàng ngàn dặm đi từ Âu Mỹ hay các xứ xa xăm đến thiền viện Ba Phong này để học hỏi giáo pháp. Ở đây Ngài chỉ cho những đệ tử Tây Phương đó. Các bạn phải trải qua nhiều khó khăn để đến được nơi này. Trong khi đó có những người ở thiền viện chỉ một bức tường mà không hề bước chân vào cổng. Thử nghĩ xem bạn có nghiệp tốt biết bao. Thế ở đây chúng ta muốn nói đến cái gọi cái thiện duyên. Dạ, một cái thiện duyên. Mình có cái phước lành cũng chưa đủ, mà còn phải có cái thiện duyên nữa. Cái thiện duyên nó khiến cho cuộc sống thay đổi trong đường tơ kẻ tóc thôi. Dạ. Có những người họ ở gần một vị thầy rất tốt, nhưng không học được gì hết. Có những người đi cả ngàn dặm tìm được vị thầy, thì họ lại hấp thụ được rất là nhiều điều. Cũng như là chúng ta sống ở một cái quốc gia, quốc gia đó có đầy đủ những cái cơ hội để làm ăn. Nhưng mà quý vị có biết rằng có nhiều người họ không tận dụng cơ hội đó để đi học, để đi làm, mà họ đi ăn cướp. Chúng tôi biết rất nhiều người trẻ đó, lớn lên ở đây nói tiếng Anh rất là khá, nhưng mà bạn bè lại xúi giục rồi đi ăn cướp. Mà ăn cướp không phải là cái chuyện không nguy hiểm đâu, rất là nguy hiểm. Và ăn cướp được một vài lần rồi sau đó thì lại bị cảnh sát bắt, thậm chí có người bị tử hình. Mà họ đang sống ở một quốc gia mà nhiều người khác mơ ước. Ví dụ như là nhiều người Việt Nam mơ ước sang bên Mỹ chỉ việc cực khổ để có tiền thôi, có tiền nhiều hơn Việt Nam họ mơ ước. Còn những người này đó, thậm chí là họ nói tiếng Anh khá, khỏe mạnh, nhưng lại không chọn con đường tốt mà chọn con đường đi ăn cướp. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nghiệp á, nó cái phân biệt chúng sanh rất là lớn. Ở trong cái nghiệp nó đưa đẩy còn có cái duyên nữa. Nên chi người Phật tử khi làm phước hay nguyện, cái lời phát nguyện là không phải là lời cầu sinh, lời phát nguyện là tạo cái thiện duyên ở trong đời sống. Cũng thời làm cái việc thiện như vậy, nhưng mà có những người hướng tâm đến điều tốt. Ví dụ mình nguyện là đời sau mình sanh ra đời có chánh kiến, chánh tính, mình xa bạn ác, gần bạn lành. Hay là mình nguyện là nếu mình làm các việc thiện thì mình có nhiều cái thiện duyên, mà mình làm việc ác xin cho mình được cái thuận duyên nhé. Cái đó là tạo ra một cái thiện nghiệp rất là tốt cho bản thân của mình. Thì khi Ngài Sơn Sa nói câu này thì Ngài đề cập đến là những người bên Âu Mỹ có cuộc sống rất là khác biệt, đi ở nơi rất là xa xăm, nhưng mà đến quá trọng Pa Phong có cả hàng trăm hàng ngàn vị đến để tu học. Trong lúc đó có những người kế bên chùa cách bảo bức thường thôi, nhưng quanh năm chỉ biết chăn trâu, chỉ biết cày ruộng, mà không bao giờ biết nghĩ đến vào chùa để nhận sự tu học. Thì cái duyên nó rất là khác biệt. Đôi khi trong cuộc sống mình chạy xe mình chỉ cần quẹo trái quẹo phải thôi, mà cứ biết được quẹo trái quẹo phải nó thay đổi cả lộ trình chứ không đơn giản. Nên cụ Nguyễn Du cụ có nói rằng ma đưa lối quỷ đưa đường lại tìm những chốn đoạn trường mà đi đó. Ma đưa lối quỷ đưa đường có nhiều khi cái nghiệp đó, nó chi phối mình. Ngay lúc đó chắc là quyết định rất là tốt, nhưng mà là quyết định rất là sai lầm. Nhưng mà có những người mà ở trong cái trường hợp gọi là phước chí tâm linh, và phước chí tâm linh là cái nghiệp nó chiêu cảm đó, và họ nhận ra được cái gì rất là tốt đẹp, và họ làm một lựa chọn rất là sáng suốt, rất là lợi lạc cho họ và người khác. Thì điều này nó tùy thuộc vào cái phước, cái duyên của mỗi người. Ở trong câu thứ 5 Ngài nói rằng làm việc gì xấu bạn không thể trốn đi đâu được,
dù không ai thấy bạn đi nữa, bạn cũng tự thấy mình. Có trốn xuống hố sâu, bạn cũng thấy mình ở đó. Không có cách nào trốn các nghiệp đã tạo. Cũng vậy, tại sao bạn không thấy rõ sự ô nhiễm ở chính mình? Bạn thấy sự an tịnh, dao động, giải thoát phiền não. Bạn tự thấy tất cả. Ở đây là một cái lời dạy rất là đặc biệt ở trong sự áp dụng. Có thể là chúng ta không nhìn thấy trọn vẹn cái một cái nguồn máy của nghiệp lực ở bản thân của mình. Qua cái việc mà hành thiền quán đó, thì mình hiểu được cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta lúc đó nó là nó có hại người, hại mình hay hại cả hai. Tâm của chúng ta lúc đó đó là chúng ta sống nặng nề hay là nhẹ nhàng. Tâm của chúng ta sống là hướng thượng hay là hướng vào con đường ác quấy. Thì tất cả những điều đó phải tự mình thấy. Chúng ta là người hơn ai hết là phải thấy những điểm đó, hơn là chúng ta nghĩ rằng người khác thấy hay không thấy. Và do vậy với một người mà hiểu Phật Pháp và hiểu nghiệp báo thì họ không đặt vấn đề là cái việc đó người khác có thấy mình hay không, mà đặt vấn đề là bản thân của mình có thấy mình được hay không. Chúng ta thường rơi vào cái tình trạng mà ông bà nói rất là chủ quan, việc người thì sáng và việc mình thì quán. Thì cái sợ nhất của chúng ta là chúng ta không có khả năng nhìn thấy được những gì mà chúng ta nghĩ rằng nó tốt cho bản thân của mình. Thì thưa quý vị, bây giờ thì hôm nay chúng ta bàn về nghiệp ở trong thời kỳ đại dịch Corona. Chắc chắn rằng ít có thời buổi nào mà chúng ta thấy cả thế giới đều xáo trộn như ngày hôm nay. Ở tại Mỹ, thưa quý vị, có những người giàu thì lại giàu thêm, có những người nghèo thì lại nghèo thêm, và cũng cùng một cái biến cố như vậy. Nhưng mà có những người rất là khốn đốn, có những người rất là an lạc. Thì bây giờ với những cái câu nói về nghiệp mà Ngài Thanh Cha ngày nói mà chúng ta ghi nhận lại như vậy, ngày hôm nay đặc biệt khác hơn là những ngày khác, là chúng tôi muốn được có một số đóng góp ý kiến của chư tăng và quý Phật tử sự cảm nhận về nghiệp ở trong đời sống hàng ngày. Đại đức Từ Tri có ý kiến phát biểu gì trong ngày hôm nay không, thì xin mời Đại đức Từ Tri, và sau đó cũng mời Siêu Nguyên Thông và cô Tự Duyên như quý Phật tử. Các vị nào có ý kiến gì thì khoa kỹ cho chúng tôi biết. Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử và xin mời Sư Nguyên Thông. Và mời Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có một cái ý. Con thấy là tất cả chúng ta trong cái đạo tràng này rất là có phước, là vì cái dịch coronavirus này thì đối với một số người thì đó là một cái đại họa, mà đối với những người có mặt trong room này thì lại là một phước báo lớn. Cứ thưa sư phụ là gì, nếu mà nhận hàng ngày thì sư phụ giảng ban ngày, chứ ban đêm sư phụ ít giảng. Mà ở đây là những cái bài này, bài rất quan trọng, mà bài này mà được chính sư phụ giảng thì nó lợi ích muôn ngàn. Và bởi vì trong đạo Phật thì giáo lý nhân quả là một cái giáo lý có thể nói là cốt lõi của đạo Phật. Khi mà ta nói đến đạo Phật thì người ta nói đến cái nhân quả mà thôi. Là bởi vì cái hành động tốt hay xấu của chúng ta thì nó không mất đi. Chính là Ngài Ajahn Chah cũng nói vậy, một hành động mình làm đi, mình không có trốn đâu được. Mình đừng có sợ người ta thấy, bởi vì mình một hành động đã làm rồi. Thì một hành động đã làm rồi thì cái quả báo nó sẽ đến. Hành động thiện thì đó là thiện báo, hành động ác thì ác báo. Vì vậy cho nên cái bài này được sư phụ giảng dạy thì con thấy rất là lợi ích vô cùng. Dù rằng mấy chục năm nay con học Phật giáo,
thì con cũng hiểu biết, nhưng mà được sư phụ dạy hồi nãy thì cái sự hiểu biết càng rõ ràng hơn. Là vì vậy cho nên cái điều này đó, thì nếu mà chúng ta không học, không hiểu và không nhập tâm thì chúng ta không có sống với nhân quả. Bởi vì những người mà sống với nhân quả đó, thì họ luôn luôn họ nghĩ đến cái hành động của lời nói, hành động của thân xác và cái sự tư duy. Cái mà sư phụ thường giảng giải là cái chetana, là cái tư tâm sở, là mặc bột dầu mà mình chưa có hành động ra nhưng mà mình mới là suy nghĩ thôi, nó nghĩ đến thôi. Thì nghĩ đến vậy, như vậy là đã là mang nghiệp rồi. Cho nên trong Phật giáo có những điều mà mình nói ra, những người chưa học Phật giáo thì họ không thể nào tu, họ không thể nào tin được. Một cái hành động chưa được làm ra, mới chưa tư duy thôi đó, thì đã là có nghiệp rồi. Vì vậy cho nên là may mắn cho những người hiện có mặt trong đạo tràng này ngày hôm nay để được học cái bài mà do Ngài Ajahn Chah, là một tỳ kheo ở bên Thái Lan, là một người tỳ kheo nổi tiếng, có một người đệ tử là Sumito hiện bây giờ. Thì con biết là Ngài đã ở bên Úc, không biết bây giờ ở đâu. Nhưng mà Ngài là một người nổi tiếng viết cái bài này, mặc dầu là nó không có dài lắm, chỉ có 4 đoạn. Mà thấy ra những lời nói của Ngài mà tóm tắt được một phần lớn của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi nói về cái nhân quả ở đây, để cho chúng ta là những người mà đang tìm chân lý. Chúng ta là những người tìm chân lý, tại vì cái mà ta gọi là Phật Pháp, là cái Dhamma hay là Buddha Dhamma đó. Cái Dhamma là giáo pháp, mà giáo pháp mà gọi là của Phật là giáo pháp chân lý. Tuyệt đối trên trần gian này không có một chân lý nào mà cao thượng hơn chân lý này nữa. Là bởi vì chân lý này do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng nói ra, và Ngài Ajahn Chah đã tóm lược lại và nói lại bằng cái ngôn ngữ của thần trần gian này hiện tại đây. Mà vì vậy cho nên chúng ta, con cũng đề nghị là nên về nhà đọc lại cái bài này 5 lần, 10 lần, để mà mình nhớ kỹ rằng khi mà một hành động chúng ta làm rồi, chúng ta không cần ngó xung quanh coi có ai có là ngó lén nhìn chúng ta hay không. Cái hành động khi mà đã làm ra, lỡ mà làm một hành động ác rồi đó, thì phải cố gắng làm nhiều hành động thiện, chục lần, 20 lần, 30 lần, 100.000 lần như vậy, để mà cái quả thiện đó thì nó trổ ra chúng ta. Rồi cái quả, cái ác báo nó không có thời gian nó trổ ra, thì cái nghiệp, mà ác nghiệp nó sẽ thành cái vô hiệu nghiệp. Cái này không phải là Nguyên Thông nói, cái này là giáo pháp trong A Di Đàm đã nói, thì nó như vậy. Vì vậy cho nên là Đức Phật giảng dạy rằng là không làm việc ác. Cái đó là không phải là mà Đức Thế Tôn Gautama, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở kiếp này, mà hàng triệu, hàng tỷ chư Phật từ xưa cũng đã nói câu đối. Cho nên ta gọi là chư Phật ba đời đã nói là chư ác mạt tác, là đừng làm cái điều ác, chúng thiện phụng hành, tất cả những điều lành thì hãy theo đó mà làm. Tự tịnh kỳ ý, tức là thanh lọc, là gạn lọc cái tư tưởng của chúng ta dễ tốt. Chứ nếu mà tư tưởng chúng ta là xấu là chúng ta mang nghiệp. 4 câu mà chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thử thị chư Phật giáo, đó là giáo lý của chư Phật. Thì vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái bài pháp hôm nay rất hay, và con cũng đọc được một cái điểm của sư phụ là bữa nay có những cái vị mà sư phụ muốn cho những vị tỳ kheo cũng như là Phật tử, người nào mà có những cái tư tưởng và mình nghĩ rằng cái tư tưởng này khi mà nói ra thì được có lợi cho nhiều người có lợi, thì điều người đó sẽ có phước. Dạ, con cũng xin theo lời sư phụ là yêu cầu hay thỉnh cầu chư vị Phật tử, người nào mà có cái tư tưởng tốt đẹp mà giống như là đi theo cái đường hướng mà Đức Phật đã dạy đó, mà thích hợp với lại thời thế hiện tại này, thì nói để cho tất cả mọi người đều chiêm nghiệm và học hỏi để mà thành tựu và hành động ra, để cho có lợi cho mình, và có lợi cho xã hội, và có lợi cho bạn bè mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin dứt lời và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời chư vị.
Xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Nếu quý vị quan nghe được, quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết. Dạ, chào Phật. À, xin lỗi quý vị, cái đường truyền ở đây có chút vấn đề, chúng tôi phải dùng điện thoại. Và bây giờ thì trở lại với chương trình ngày hôm nay. À, khi mà thỉnh Chư Tăng để tụng kinh, chúng tôi có một vài điểm muốn chia sẻ với quý Phật tử. Ở trong đại dịch Corona thì người ta nói rằng có những yếu tố nó tạo nên một cái sự khác biệt giữa quốc gia này đối với quốc gia khác. Một ở trong những cái yếu tố mà tạo nên sự khác biệt đó là cái dân số trẻ và dân số lớn tuổi. Thí dụ như ở tại Ý, số người tử vong rất cao so với các quốc gia khác ở Âu Châu, bởi vì đơn giản là cái dân số của Ý bị lão hóa rất là nhiều, tức là những người trên 60 rất là đông so với dân số trẻ. Trong khi đó, trái ngược lại thì dân số Việt Nam thì hiện tại vẫn là con số người trẻ nhiều hơn người lớn tuổi. Dĩ nhiên đó là một yếu tố thôi. Một cái yếu tố khác nữa là họ nói về cái văn hóa. Dạ, cái văn hóa. Có những văn hóa mà con người giữ khoảng cách, và có những văn hóa con người không có giữ khoảng cách nhiều. Chứ tôi thấy ví dụ là ở tại một số các quốc gia mà ảnh hưởng văn hóa phương Đông đó, thì cái khoảng cách mà lịch sự, người ta có đứng ở xa, có thể chắp tay xá nhau và không cần phải đến gần, trừ khi là họ là những người rất là thân thiết hay là thương yêu,
họ đến gần. Nhưng mà ở tại một số các quốc gia khác đó, thì do cái văn hóa không giữ phòng khoảng cách đó, người ta dễ dàng hất với nhau, tức là ôm chầm lấy nhau, hay là bắt tay, và có những cử chỉ thân mật hay là cử chỉ xã giao mà nó gần với con người. Và về điểm này đó, thì người ta cũng nói thêm một việc nữa là có những văn hóa người ta chịu khó chẳng giữ gì khoảng cách mà còn mang khẩu trang. Chứ tôi sống ở tại Mỹ hiểu được một điều rằng người Mỹ họ rất là bực bội khi họ mang khẩu trang. Nếu quý vị nào sống ở tại Mỹ thì quý vị sẽ thấy rằng một số lớn những người Mỹ họ biết báo, họ đã kích cái chuyện mang khẩu trang. Họ nói rằng mang khẩu trang như vậy không giúp ích được gì cho cái việc mà người bệnh, bởi vì có thể lây nhiễm qua nhiều thứ khác. Và đến nỗi như là nơi mà chúng tôi đang sống là Harris County, ở trong đó có cả thành phố Houston cũng nằm trong Harris County, thì người ta phải ra lệnh là trong vòng 4 tuần lễ là mọi người ra đường không có khẩu trang là bị phạt. Nhưng mà có nhiều nơi dân chúng biểu tình phản đối một cách ầm ĩ. Người ta đi chơi ở biển, người ta đi chơi các công viên, ở các cái bờ hồ, người ta không thích mang khẩu trang, và họ chống đối cảnh sát một cách mãnh liệt, bởi vì họ cho rằng đó là cái quyền tự do. Thành ra cái văn hóa đó nó cũng tạo nên cái tình trạng là bị lây nhiễm ít và lây nhiễm nhiều. Và ngoài ra thưa quý vị, còn có biểu tốt là nhiệt độ. Nhiệt độ, những quốc gia mà nhiệt độ tương đối là mát đó, thì tương đối là virus tồn tại trong không khí lâu hơn và tạo nên sự lây nhiễm lớn hơn. Ví dụ như ở tại nước Ý, thì ở miền Bắc, nơi mà cái không khí mát lạnh đó, nó khiến cho ở miền cái số dân số bị lây nhiễm và tử vong cao hơn ở miền Nam. Người ta ước tính rằng những cái hạt li ti mà giữ không khí bay lơ lửng trong trong không khí, thì một người mà bị lây nhiễm họ đi qua ngang một con đường thì có thể để lại cái khả năng lây nhiễm khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trong một thành phố mà tương đối là trời nắng, nắng tốt đó, thì điều đó nó không có tồn tại quá 5 phút. Thì có nghĩa là có sự chênh lệch rất lớn liên quan đến nhiệt độ. Và quý vị, người ta cũng nói đến những cái lý do khác mà chính những lý do này tạo nên một số cái sự khác biệt quan trọng. Đó là cái phản ứng nhanh chóng hoặc là chậm trễ của cái cơ chế chính quyền. Về điều này thì phải nhận rằng một phần là do cái người lãnh đạo, một phần là do cái do dân chúng. Thí dụ như lần trước chúng tôi có đề cập đến trường hợp của tiểu bang New Mexico, một tiểu bang không có đông dân, nhưng mà họ phản ứng rất sớm khi họ nghe nói về cái bệnh dịch là họ ra lệnh cho sự cách ly ngay lập tức. Ở những nơi khác thì họ chống đối điều này một cách mãnh liệt, chờ cho đến khi tình trạng đã quá đà, tình trạng đã vượt ngoài kiểm soát thì bắt đầu họ mới giữ trạng thái cách ly. Thì một phần do chính phủ, một phần là cũng do dân chúng. Nhưng mà trong những điều mà chúng tôi vừa đề cập nãy giờ đó, thì có một sự việc mà thưa quý vị, nó tạo ra một cái sự khác biệt rất lớn, đó là nghiệp. Đằng sau đó chúng ta không thấy được. Nhưng phải nói rằng qua cái trận đại dịch này thì có một con số không nhỏ người sẽ ra đi, mất đi, và có một số người thì tan nhà nát cửa vì công ăn việc làm bị suy sụp. Có những người lại tấn phát tạo ra cái cơ hội làm ăn. Người Ả Rập họ có câu nói rằng khi một cánh cửa này đóng lại thì những cánh cửa khác mở ra. Và trên thương trường thì có một số người rất là may mắn, nhưng đồng thời cũng có những người rất là xui xẻo. Rồi có những người bất hạnh thì cũng có những người may mắn. Và do vậy sự việc hoàn toàn không giống nhau. Nên khi mà chúng ta chiêm nghiệm này thì chúng ta thấy cuộc sống nó là một sự vận hành bởi những nguyên nhân bí ẩn. Và những nguyên nhân này đôi lúc nó đã qua rồi thì chúng ta xét lại chúng ta mới thấy ngay lúc đó thì rất là khó khăn để một người có thể nhận ra rằng tại sao tôi cũng trong trường hợp như vậy mà có người được, có người mất, có người may mắn, có người xui xẻo. Bây giờ thì thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được hỏi là quý vị có câu hỏi hay là có đề nghị muốn đóng góp gì thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết. Còn nếu không thì xin qua phần tụng kinh. Hôm nay chúng tôi sẽ nói một vài điều về cái chữ Paritta,
hay là trong kinh Cầu An trong Phật giáo, ở trong kinh Tạng Pali. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Tuệ Tri, không biết Đại Đức Tuệ Tri có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Tuệ Tri có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Tuệ Tri tụng cho một biến kinh Ratana Sutta bằng Phạn ngữ, và sau đó chúng tôi nhờ một vị nào tụng kinh bằng tiếng Việt. Hôm qua thì chúng ta gặp trở ngại trong việc tụng kinh tiếng Việt bởi vì quý vị không có sẵn cái bản kinh này, nhưng mà nếu vị nào phát tâm tụng kinh thì xin được gửi. Và kính thỉnh Đại Đức Tuệ Tri. Dạ, con kính lễ chư tôn đức, kính chào quý cô tu nữ, thưa chào quý Phật tử, xin phép đọc bài kinh Ratana Sutta. Panithana to pathaya tatha gata sada paramiyo dasa paparamiyo dasa paramatha paramiyo bancha maha parichage tiso chariya pachima phawe gappa wakkan ting chating apine kamanang pathana chariyang bodhi banlan ke Mara vichayang sabbang yutang nyana pativetang navaloko taradhamme tisape bime buddha gune avachitvave saliya tisubakaram tare sutiya maratting barittang karanto ayasma anandatero viyakarunna chittang upatabetva kotisata sahase Suchaka wale sude wata yasanam batigan hanti yeng chawe sali yampure roga manu saduk fika samputan tiwitang payang kipamantaratha siparitantang panamahe yani taputani samagatani pumani wajani wantalike sape waputa sumana pawantu atupisakat Chasunan tu pha si tang tas ma hi pu ta ni sa me tha sa pe me tang ka ro tha ma nu si ya pa cha ya di gua cha ra tu cha ha ram ti ye pa ling tas ma hi ne ra kha ta ap ma ta yang kin chi vi tang yu tha wa hu rang wa sa ke su wa yang ra ta nang pa ni tang na no sa ma nga ti ta tha ga te Nairam vibhute ratanang panitang etena satyena suvati hotu khayang viragang amatang panitang yada chaga sakya muni samahito natena thamme nasamati kinchi dambi thamme ratanang panitang etena satyena suvati hotu yambhuta satho parivana yisu chin samati manan tarikeng Nyamahu samadhi na te na samu na vichati dambi thamme ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu ye pukkala atasatang pasatha Chatari etani yugani honti te dakineya sugata sasaka Ete surinani mapala nairambi sankhe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu yesu payuta Manasadhanhe na nika minogo tamasasanam hite Bhati bhata matang vigai halatha muthane puting punchamana Idambi sankhe ratanang panitang Ete na sache na suvati hotu da Yathinda khilo pathawing sito siya Chato pikwate pi asambakam biyo Tathu bamang sa purisang wadamiyo Ariya sacha liyawe chapasatiram Bisanghe ratanang panitang Hete na sache na suvati ho Ye ariya sacha niwipa wajanti rampi Rappainye na sude sita nikincha Pite hontu pusa pamata na te pawanga Tamama riyanti rampi sanghe ratanang panitang
ê tê na sa chê na su wa tư hô tư sa ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa quan tư sa ka ya di tư quy chi ki chi tăng cha si la pa tăng wa bi ya da tư kinh chi cha tô ha ba ye cha we pa mô tô cha cha phi tha na we a pa po ka tum hi đam bi sang khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti hu kin cha vi so cam mang karo ti ba ba cang ca ye na wa cha yu da che ta sa wa pa po a pa po so ta sa pa te cha da ya pa pa ta de sa pa da sa wo ta i dam bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti hu tu wa na pa gum be ya tha pu se ta ke gim ha na ma se pa tha ma sming gim he thu ba mang tham ma qua răng a đê sĩ ni ba na ga minh ba ra mang hi ta hê đâm bi bố thê ra ta năng pa ni thăng ê tê na sa chê na su qua tư hô tư qua đô qua răng nhu qua đa đô qua đa ha đô a nô ta đô tham ma qua răng a đê sĩ đâm bi bố thê ra ta năng pa ni thăng ê tê na sa chê na su qua tư hô tư khi năng pu ra năng na wang na ti sam pa wang virat ti ta yati ke pa was ming te khi na bi cha virun hi chanda nibban ti thi ra yatha yam ba di po idam vi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ya ni tha pu ta ni sama ga ta ni pum ma ni wa ya ni wan ta le khe tathagatang deva manusapu chitang buathang namasa masuvati hotu yani thaputa nisamagata nipummani vaya nivantalikhe tathagatang deva manusapu chitang thammang namasa masuvati hotu yani thaputa nisamagata nipummani vaya nivantalikhe tathagatang deva manusapu chitang sankhang namasa masuvati hotu. Dạ, con đang được kinh Đa Tân Năng Sa. Dạ, kính thỉnh Sư Nguyên Thông tiếp tục với phần Việt ngữ. Dạ, kính cung thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp của Ngài và đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể chư vị Phật tử kính mến. Con xin đọc kinh bài Đa Tân Năng Sa, kinh Châu Bảo. Panita na to patha yata tha gata sadasa paramiyo dasa upa paramiyo dasa paramattha paramiyo pancha maha pariccha ge ti so chariya pakkima pavega phava kantin cha tin afini kamanang padana chariyang bodhipalan ke maravichayang sabbanyutanya na pativethang navalokutara thamme ti sabbe pime buddha gune avachitva vesaliyati supakarang tere sutiya maratin pariktang karanto ayasma ananda thero viyakarunya chitang upatapetva Cô thị sa ta sa ha se chu cha ca va le su de va ta ya sa nang pa ti gang han ti yang cha ve sa li yang pu re ro ga ma nu sa du phi sam phu tang ti vi tang pha yang khi ba mang ta ra tha pe si pa ri tang tang pha na ma he ta ya ni da phu ta ni sam ma ga ta ni phu ma ni va ya ni va an ta li khe sa de va phu ta su ma na pha vang tu a tho bi sa ka cha su nang tu pha si mang ta ma hi phu ta ni sam me tha sa de me tang ka ro tha ma nu si ya pa cha ya di va cha ra to cha rang ti ye ba lin ta ma Hine rang kata abba mata yang kin ti vi tang itava hurang va sak ge su va yang ratanang pani tang nano samang ati tata gate na idam bi bua te ratanang pani tang e te na sak che na su va thi ho thu kha yang vi ra gang amatang pani tang yada chaga sak yamuni samahito
Tê na tê na sa ma thi kinh chi đam bi tham mê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu giang bu da se to pa ri van na di su chin sa ma di ma nan ta ri can nhà ma hu sa ma di na tê na sa mo vi cha ti đam bi tham mê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu ye pu ga la a tha sa tăng pa sa ta cha ta ri e ta ni yu ga ni hôn ti tê na ki ne ya su ga ta sa sa va ca e tê su di na ni ma hap pha la ni đam bi sẵn kê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô Su ye su pa yu ta manasa dan he na ni ka mi no go ta ma sa sa na mi te pa ti pa ta amatang vi ge a la da mu da ni pu tiên phung cha ma na idam bi sang ke ra ta nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu ya thiên da ki lo pa ta vin si to si ya Chato phi vā te phi asam pa kam phi yo ta thu pa mang sup po vri sang vā da mi yo ari cha sak cha na a vek cha pa sa ti idam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu ye ari cha sak cha ne vi pha vā yang thi gam phi ra pa nye na su de Si ta thi kiên cha bi tê hôn thi phu sắp bà mát ta na tê phá văn a tha ma ma di văn thi y đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam bà đa dạ ta gia su thẩm ma cha hi ta phá văn thi sắc ca dạ điếc thi viết chi kiến chi tăng cha si la ba tăng ba bi gia đa thi kiên chị cha tu hà pa dê hi cha viết bà mùa tô cha cha phi tha na ni áp phá bô ca tâm y đầm bị sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sẵn chê na su ba thi hô tùy kiện cha bị số cầm măng ca rô ti pa pa căng ca dê na ba dù ta chê ta sa va áp phá bô sô ta sa pa tiết cha đa và áp phá ba ta đi ti pa đa sa vua ta y đầm bị sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va na ba gum bê ya tha phu si tắc ghê gim ha na ma se pa tha ma s min gin he ta thu pa măng tham ma va răng a đê sa di nip ba na ga min ba ra măng hi ta ya y đam bi buốt thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu ta rô tham ma va răng a đê sa di đàm bi bùa thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu khi năng pu ra năng na văn na thi sam pha văn vi ra ta chiết ta dạy trí kê pha va smim tê khi na pi cha a vi run hi chẳng đa niếp băng thiền thị ra giá tha văn pa ni bô y đàm bi sẵn kê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu gia ni đà phụ ta ni sắm ma ni phụm ma ni ma ya ni va ta tha ga tăng tê và ma nô sa bu chi tăng đăng na ma ma su va thi hô tu ya ni đà phụ ta ni sắm ma ga ta phụm ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và ma nô sa bu chi tăng đà măng na ma sa su va thi hô tu ya ni đà phụ ta ni sắm ma ga ta Ni phụm ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng ma nu sa bu chi tăng sẵn khăn na ma sa ma su va thi hô tu. Dạ con vừa đọc xong bài xin kinh Ratana Sutta, giờ xin mời cô tu nữ tự nhiên. Thưa vị, hôm nay không có cô Thùy Duyên. Chúng tôi xin được trở lại với ý nghĩa của bài kinh Ratana Sutta. Thưa vị, thông thường ở trong sự phân loại các bài kinh tụng đó, ngoài kinh lễ Tam Bảo thì người Việt Nam chúng ta hay có hai cái chữ là cầu an và cầu siêu. Thì ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó thì lại có một chút ý niệm hơi khác biệt.
về cái chữ cầu an và cầu siêu. Trước nhất là khi mà chúng ta nói chữ cầu, có nghĩa là thường chúng ta hướng vọng về một đấng thiêng liêng để xin được ban phước hay xin được gia hộ, đó chúng ta gọi là cầu an. Và khi nói cầu siêu là tụng cho người mất. Thì có một quan điểm rất khác giữa các quốc gia Phật giáo Nam Tông và các quốc gia Phật giáo Bắc Tông, đó là căn bản tất cả chúng sinh dù sống ở trong đời này hay là sống trong cảnh giới khác thì chúng sanh cũng là chúng sanh thôi. Dạ, chúng ta không có một bài kinh tụng riêng cho người còn và tụng bài kinh cho người mất. Căn bản thì chúng ta nên hiểu như vậy. Tức là dù chúng sanh đó là chư thiên, là ngạ quỷ hay là loài người, thì cái lời kinh nào cũng có giá trị giống nhau. Chứ chúng ta không có phân biệt là kẻ âm người dương hay kẻ còn người mất. Thì vì vậy chúng ta đầu tiên có sự khác biệt giữa quan niệm cầu an cầu siêu. Và một cái điểm thứ hai mà chúng ta biết được cái sự khác biệt giữa quan niệm về cầu an cầu siêu đó, đó là thường khi chúng ta dùng cái chữ cầu là chúng ta có một cái đối tượng nghĩ đến một cái một đấng thiêng liêng gia hộ đặc biệt nào đó. Ví dụ như ở trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì khi người chết thì thường tụng Đức A Di Đà để tiếp độ sanh về cảnh giới cực lạc, hay là cầu nguyện Đức Phật để cứu khổ chúng sanh là những cô hồn ở trong địa ngục. Khi mà người bệnh thì người ta hay thường tụng cầu Đức Quan Thế Âm để gia hộ cho tai qua nạn khỏi, hay hoặc giả là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang là bị đệ trị bệnh vân vân. Thì cái quan niệm cầu an cầu siêu như vậy đó thì không có ở trong truyền thống Phật giáo Nam truyền. Thì chúng ta phải hiểu căn bản như vậy nên chi chúng ta thấy rằng những cái bài kinh ở trong Phật giáo Nam truyền thì cũng chia ra là ba loại. Lời đầu tiên chúng ta gọi là kinh Namasaman, tức là kinh lễ bái. Kinh lễ bái thì xứng đáng giống như lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng hay là lễ Tháp Xá Lợi vân vân. Thì cái kinh lễ bái này được thực hiện trong các cái buổi lễ gọi là Puja. Và Puja ở đây tức là cái lễ cúng dường Tam Bảo hay là lễ bái Tam Bảo. Và một cái chữ thứ hai mà chúng ta biết là chữ Paritta. Chữ Paritta ở đây tức là thường là tụng những câu Phật ngôn. Và những câu Phật ngôn đó Đức Phật dạy ở trong những cái trường hợp đặc biệt để hộ trì, tức là một cách tạo phước đặc biệt để hộ trì. Thì những bài kinh gọi là Paritta, thì có những bài kinh như là kinh Mangala Sutta. Chữ Mangala Sutta mà chúng ta thường tụng là có khi ở Việt Nam bên Nam Tông dịch là kinh Hạnh Phúc, hay là Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch là kinh Phước Đức. Nhưng mà chữ Mangala không phải là Hạnh Phúc Phước Đức mà là kinh Điềm Lành, tức là cái dấu hiệu cát tường, dấu hiệu tốt lành. Ví dụ như người ta nói rằng nhìn cái tín hiệu đó biết rằng trời sẽ mưa hay là trời sẽ nắng, thì chữ Mangala là gọi là kinh Điềm Lành, tức là kinh báo hiệu những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Mangala cũng là một loại kinh Paritta hay là kinh Từ Bi. Dạ, kinh Từ Bi chúng ta gọi là kinh Metta Sutta. Và ở đây là kinh Châu Báu thì nằm ở trong cái dạng kinh gọi là kinh Paritta. Chữ Paritta là tiếng Phạn, ở trong Tích Lan gọi là Parit, là cái tung kinh mà tạo ra những cái năng lượng tích cực cho đời sống. Dạ, tạo năng lượng tích cực đời sống nghĩa là cuộc sống của chúng ta đôi khi mình có những cái nhìn rất là tiêu cực, nó làm dẫn đến sự suy sụp cho bản thân của mình và những người xung quanh. Người Trung Hoa đó thì họ lựa chọn cái phong thủy như là một cách tạo ra cái năng lực tích cực. Như là chúng ta thấy rằng ở các cái ngôi chùa lớn của Trung Hoa, thì như chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu hay là chùa Thê Hà ở Nam Kinh, hay hầu hết những ngôi đại tự đó, thì mình bước vào có cái điện Di Lặc, thì họ cho rằng cái nụ cười khoan hỷ của Đức Phật Di Lặc sẽ tạo ra một cái năng lực khoan hỷ. Hay hoặc giả là những ngày đầu năm đầu tháng người ta có những cái vật phong thủy như là tỳ hưu hay là
những cái hình tượng, những cái viên pha lê treo để tạo ra cái năng lượng tích cực. Thì do suy nghĩ về sự tích cực như vậy, con người thường có được cái năng lượng bằng cái niềm tin của mình. Nhưng mà tại các quốc gia Phật giáo đó thì người ta hay tụng những bài kinh gọi là Paritta. Thì cái chữ chính xác mà ngài Tịnh Sự dịch đó, chữ Paritta, ngài nói là đó là cái kinh tạo ra cái năng lực để âm siêu dương thế. Tức là nó không phải hẳn là cầu an cho một người còn sống, mà tất cả chúng sanh dù là hữu hình hay khuất bạn đều được cái lời lạc chung ra kinh Paritta như vậy. Nhưng mà ngược lại với kinh Paritta thì có cái bài kinh gọi là kinh Băng Sikula. Dạ, Băng Sikula mà đôi khi chúng ta dịch đại khái là cầu siêu, nhưng mà thật ra nó không có đúng nghĩa chữ cầu siêu. Chữ Băng Sikula đó nghĩa là phấn tạo. Dạ, Băng Sức là sau này chúng ta dịch phấn tạo. Đó là một cái bài kinh quán tưởng mà ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế đó. Thì nếu quý vị nào sang bên Ấn Độ, người ta có một cái cách gọi là điểu tán, tức là họ không có chôn là mai tán, cũng không có đốt gọi là hỏa tán, mà họ có cách gọi là điểu tán, có nghĩa là họ có một cái bãi tha ma. Ngày hôm nay mà quý vị nào về Ấn Độ, thỉnh thoảng chúng ta gặp một vài nơi mà có cái tường cao giống như cái sân vận động đó, thì mình nghĩ rằng ở trong đó chắc là sân vận động, nhưng không phải. Đó là cái nơi giữ xác chết, chúng ta gọi là bãi tha ma. Thì cái bãi tha ma là cái mà chúng ta ít tìm thấy ngày hôm nay. Tại vì vị nào mà sang bên Ấn Độ rồi thấy rằng có rất nhiều những con kênh kênh, những con kênh kênh này thường ăn những xác chết. Và do vậy khi một người đã mất á, thì họ mang đến những cái bãi tha ma này. Ở tại cái bãi tha ma thì có một người họ chuyên gác ở đó. Họ sẽ đem cái xác đó vào và họ bỏ một nơi nào đó, thì cái xác sẽ được xử lý bởi những con kênh kênh. Thì thông thường họ mang xác đến thì họ quấn cái vải vào. Họ quấn vải vào để che kín cái xác chết lại. Và ngày xưa thì vải rất là khó tìm. Chư tỳ kheo đi tu có nhiều khi không có người để cúng dường vải để xuất gia, để may y xuất gia. Thì Đức Phật ngài cho trong tứ pháp y là nếu không có thí chủ cúng dường y thì có thể lượm vải rách hay là vải ở tại các bãi tha ma. Thì chư tỳ kheo đến đó để chư tỳ kheo đến đó để lấy vải. Và khi lấy vải đó thì các vị tỳ kheo được quyền lấy cái vải mà quấn tử thi đó, là cái vải kia như vải bỏ, vải vô chủ, và ai muốn lấy thì giấy lấy. Tại trước khi lấy thì chư tỳ kheo có tụng một số các bài kinh. Nó có ba cái tác dụng. Một là kinh về quán tưởng về vô thường khổ vô ngã, đó là quán tưởng về sự chết chẳng hạn. Và một cái kinh khác là tụng để hồi hướng cho những cái người đã quá vãng. Và một cái loại kinh khác mà Chư Tăng thường tụng đó, chúng ta gọi là tụng kinh gọi là tình chú nguyện. Dạ, tình chú nguyện. Thì những cái tụng kinh này đó ở trong kinh gọi là Băng Sikula. Dạ, Băng Sikula là người Miên, người Thái họ hay nói tắt gọi là Băng Sikula. Thì đôi khi chúng ta dịch là kinh cầu siêu, nhưng mà thật ra đó là cái kinh để quán tưởng và hồi hướng cho người đã mất. Như vậy thì chữ Paritta và chữ Băng Sikula đó, chúng ta dịch là cầu an hay cầu siêu, lần chữ dịch rất là gượng gạo. Chúng tôi rất gượng gạo là tại vì ngày nay đó, nhiều khi người ta tụng cầu an họ chỉ tụng cho người sống mà không người chết. Kỳ thật thì ở trong cái quan niệm mà Phật Pháp và nhất là tiềm trong kinh tạng Pali đó thì người sống người chết đều là chúng sanh hết. Thành ra không có một kinh tụng riêng cho người sống và không tụng kinh người riêng người chết. Thành chữ Paritta ở đây tức là kinh tạo nên những năng lực lành mạnh, những năng lực tốt cho cuộc sống, dù là chúng sanh ở cảnh giới này hay cảnh giới khác. Và kinh Băng Sikula là cái kinh mà chúng ta gọi là kinh quán tưởng và hồi hướng phước cho người đã mất ấy, thì dịch chỉ cầu siêu thì cũng dịch tạm như vậy thôi. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ, nhưng chúng ta ôm chắc lại bài kinh hôm nay là kinh Ratana Sutta. Bây giờ thì chúng tôi xin được bước qua một vài điểm thông tin về đại dịch Corona. Như ngày qua chúng tôi có chia sẻ với quý vị rằng dù muốn dù không thì
chắc chắn rằng các chùa sẽ phải tạo cái điều kiện để mở cửa và đón nhận Phật tử lui đến để lễ bái. Và điều này nó cần một cái ý thức trách nhiệm của cả tăng ni hay những người có trách nhiệm gìn giữ ngôi chùa và của thập phương bá tánh. Thì điểm đầu tiên mà chúng ta nên có đó là chúng ta nên có một cái hướng dẫn cụ thể cho những người vào ở trong chùa để chúng ta tránh đi cái sự hiểu lầm. Ví dụ như là một người không mang khẩu trang mà chúng ta nhắc mang khẩu trang đó, thì đôi khi người ta sẽ có sự buồn phiền. Và do vậy cái việc mà mang khẩu trang hay là cái việc mà giữ khoảng cách, nó là việc nên có cái thông báo lớn đặt ở cổng ra vào của chùa, cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh để cho mọi người có thể cảm thông với nhau. Thời đại dịch thì thưa quý vị, những điều đó, đó rất dễ cảm thông, miễn là chúng ta có cái thông báo sống. Và việc thứ hai đó là chúng ta nên trở lại cái cách sinh hoạt là bằng cách là chúng ta ngồi trên những cái ghế. Tại sao những chiếc ghế nó lại tốt cho chúng ta? Là vì chúng ta có thể đặt ở một cái chỗ ngồi có khoảng cách nhất định. Ví dụ trong hội trường của chúng ta trước kia có thể ngồi được 400 người, thì bây giờ chúng ta bắt ghế cho đủ 100 người, nhưng mà phải có khoảng cách an toàn bên cạnh cái mang khẩu trang. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng có lẽ năm nay là năm đầu tiên mà chúng tôi sẽ tổ chức một lễ Phật đản ở tại cái vườn sen, vì lý do là sẽ làm cách nào mà ghế để ngoài trời để cách xa với nhau, và những người Phật tử có thể có những buổi lễ ở ngoài trời hơn ở trong nhà. Và dĩ nhiên là sẽ tìm cách để căn lều, căn dù cho mỗi người có thể cùng tham dự buổi lễ, nhưng mà phải giữ một cái khoảng cách. Và thưa quý vị, cũng là một cái điều tốt nếu mà khi Phật tử đến chùa ở trong những đại lễ mà chúng ta ăn cơm gọn lại. Trước kia người Việt Nam chúng ta hay có trường hợp là ăn cơm theo kiểu self-service, là tự phục vụ, tức là đi ăn buffet tự bút lấy. Bây giờ thì nó hơi khó. Nếu mà cực chăng đã, chúng tôi đề nghị rằng chúng ta ăn bánh mì, những gì mà gọi là cơm tay cầm, hay là cơm trong hộp, và có một người nào mang cái khẩu trang, mang găng tay tương đối tốt để có thể phân phối thực phẩm đến cho Phật tử đến, nó cũng là một cách tốt hơn là mọi người đến để mà tự lấy thực phẩm lấy. Và cũng liên quan đến đại dịch thì theo cái khuyến cáo mà hôm nay chúng tôi đọc ở các cái thông báo của chính quyền tiểu bang cũng như thành phố, là bất cứ nơi nào mở cửa lại cho quần chúng đi vào thì nên cắt đặt một số người chịu trách nhiệm để hướng dẫn mọi người, bởi vì không phải ai cũng ý thức hết. Và nếu mà không có những người hướng dẫn như vậy mà chúng ta vẫn tổ chức hết thì rất là nguy hiểm, đặc biệt là người chúng ta hay có những vấn đề là bực bội, nổi đóng. Ngay cả người Mỹ, thưa quý vị, cũng có một số trường hợp là người ta đi chơi ngoài các công viên, ngoài phạm mà không mang khẩu trang, cảnh sát đến nhắc nhở thì họ cũng bực bội, họ chống đối cảnh sát. Thì ở tất cả các nơi nó rất là dễ dàng để người ta có một sự buồn phiền khi mà được nhắc nhở. Cái ý thức thì không phải ai cũng có ý thức, nhưng mà 100 người có ý thức mà có 2-3 người không ý thức thì nó cũng tạo nên sự xáo trộn. Nên chỉ về điểm này chúng ta đặc biệt phải rất cẩn thận, là nếu có một buổi lễ được tổ chức thì ít nhất cũng phải có vài ba người có cái khả năng để có thể hướng dẫn và điều động quần chúng, điều động đám đông. Mà nếu không có thì thực sự rất là nguy hiểm. Chúng tôi hiểu rằng về việc này là một việc rất khó của các ngôi chùa và các sinh hoạt, nhưng mà rồi chúng ta phải đóng chùa, cửa chùa quá lâu được. Và rất có thể là trường hợp mà đại dịch hoành hành có thể kéo dài tới 1-2 năm. Và trong thời gian 1-2 năm đó thì không thể nào mà không có mở cửa chùa, và chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận. Chúng tôi cũng được biết rằng khẩu trang ngày càng nhiều, và hiện nay thì việc sản xuất khẩu trang nó đã bắt đầu càng ngày càng phổ thông hơn. Và do vậy các chùa cũng nên chuẩn bị một số thứ mà có thể Phật tử có thể cho không Phật tử, hay là Phật tử thì mua lại. Chúng tôi thấy có một vài cửa tiệm họ bán một cái khẩu trang có khi 1 đồng hay là 50 sen gì đó. Và chúng tôi không biết là
cái khẩu trang nó tốt thế nào, nhưng mà dần già rồi thì chúng ta phải mua để sử dụng các ngôi chùa. Găng tay và nước rửa tay và mấy cái hand sanitizer, xà bông hay là những cái bồn sinh để rửa tay thì tất cả mọi nơi mọi người đều phải chuẩn bị. Nói chung thưa quý vị là chúng ta cần học hỏi lẫn nhau để làm thế nào để có thể nghĩ đến việc tái mở cửa sinh hoạt trở lại chùa. Hồi trước chúng tôi có đề cập một lần là những chuyên gia cho biết rằng không có trường hợp chúng ta sẽ trở lại trạng thái trước kia ít nhất trong thời gian 2 năm. Và vì vậy ngoài cái bệnh dịch này sẽ còn nhiều bệnh dịch khác trong tương lai xảy ra. Và do vậy cái cách tốt nhất của tất cả chúng ta đó là làm thế nào mà chúng ta có được cái chuẩn bị tốt như là khẩu trang, bao tay hay là nước rửa tay hay những cái bồn rửa tay đó đây, nó trở nên rất là cần thiết. Sau cùng thưa quý vị, có một cái đề nghị mà chúng tôi nghĩ rất là tốt là ở trong tất cả những buổi lễ chúng ta hãy kêu gọi trước, đừng nêu lên vấn đề có tất cả cá nhân, đến lúc xảy ra rồi giải quyết. Ngoài những cái bản thông báo treo ở các nơi rõ ràng dễ thấy ở trong chùa thì ở các chùa nên nhờ các vị điều khiển chương trình để nhắc nhở mọi người là trong mùa đại dịch chúng ta cần tôn trọng một số cái nguyên tắc để giữ cái sự an toàn chung cho mọi người. Thứ nhất đó là tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng ta tôn trọng những luật định của chính phủ đưa ra. Và thứ hai là vì cái từ tâm để bảo vệ những người xung quanh mình. Và dĩ nhiên là điều thứ ba đó là đó là một điều làm cho mọi người được sự an lạc, thoải mái. Chúng ta đã đi chùa, đã nghĩ đến Đức Phật thì không có lý do gì mà chúng ta tạo nên những xáo trộn không cần thiết. Cũng phải nhắc là điều này càng lúc đó càng trở nên khó khăn. Và rất là khó khăn bởi vì không phải ai cũng có thể cảm thông và cũng có thể thực hành được điều này. Sau cùng thưa vị, điều chúng tôi vừa một điều mà chúng tôi muốn đề cập thêm ở tại đây đó là đã đến lúc mà quý Phật tử xa gần nên tìm cách để sinh hoạt online. Đó là cái hướng mới cũng tốt, như là những chương trình Phật Pháp ở trên Podcast ở đây, và ở trong tương lai chúng ta có những chương trình ở trên Facebook và các diễn đàn khác, Zoom chẳng hạn. Hiện nay thì đã có nhiều cái cải thiện rất là đáng kể. Hy vọng trong thời gian ngắn thì chúng ta có thể có được những cái chương trình tốt để sinh hoạt online. Và nếu quý Phật tử ở nhà mà cảm thấy cần cái sự hung đúc về đời sống tinh thần thì tại sao không tham gia các khóa học. Và ở trong thời gian tới thì chúng ta nên tổ chức những khóa tu, nhất là tu tập thiền định hay là những đại lễ ở trên mạng mà người ta gọi thế giới ảo, nhưng thực sự nó không ảo, nó chỉ là mạng internet mà thôi. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ nhân ngày sinh hoạt tu học hôm nay. Xin trường chư Tôn Đức và quý Phật tử đã vào rung để cùng nhau tổ chức chương trình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa đảnh lễ chư Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Yani taputani samagatani pummani vayani wa antaleke sabbe vaputa sumana pavantu akho visakacchang sunantu pasitang tatmahi putani sameta sambe metang karotamano ya pacaya diwacarato caranti ye paling tat mahine rakata pamata yang king jiwitang kita wa urang wa sangge suwa yang ratapani tang nano tatita ha kate na idam ribu se ratanang mani tang kate na sace na suwati hotu kayang wiragang amatang
ma ni tăng và đa cha ga sa và mu ni sa ma hi to na te tham mê na sa ma ti kinh chi đăng vi tham mê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su va ti ho tu văn bua ta se tho ba ri wan na di su chinh sa ma ti ma ta ni ca nha ma hu sa ma ti na te na sa mô na vê cha ti đăng vi tham mê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su va ti ho tu ye bung ga tăng thầm mang amasa masuwa ti ho tu
ya ni ta phu ta